Còn đây chính là một bạn Loki size lớn. Wow, bạn Loki này quá đẹp luôn. Anh khoai tây. Bà Cam Cam. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Cam Cam chào các bạn nha. À, và anh cũng chào luôn cả hội Cam Cam đáng yêu nha. Hello các bạn. Trong những ngày vừa qua thì anh khoai tây nhận thấy ở dưới ở phần comment của các video có rất là nhiều bạn đã nhắc đến đồ chơi sum sum. Và anh khoai tây ơi, mở lại đồ chơi sum sum đi, anh khoai tây ơi, giới thiệu thêm đồ chơi sum sum đi. À, và hôm nay anh khoai tây và Cam Cam đã trở lại với một tập nữa của mở đồ chơi sum sum. À mà các bạn ơi, bữa nay không phải là sum sum bình thường đâu đó nha. Mà bữa nay chúng ta sẽ mở các bạn sum sum của thế giới siêu anh hùng Marvel đó. Cam Cam nói đúng rồi đó. Những sum sum từ thế giới siêu anh hùng Marvel thì anh khoai tây cũng đã một lần mở rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì hãy bấm vào link ở phần dưới description nha. Hôm nay thì anh khoai tây sẽ mở tổng cộng là 5 pack sum sum. Chúng ta có 4 pack nhỏ, mỗi pack 3 bạn sum sum và một pack lớn cho 9 bạn sum sum lận. Và đều là những nhân vật từ thế giới siêu anh hùng Marvel. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi, bây giờ thì Cam Cam đã biết mình phải đi đâu chưa? Thôi anh khoai tây ơi, bữa nay cho em đứng đây luôn đi. Thôi mà, anh xin mà, Cam Cam mà đứng đây thì anh làm chừng nào mới xong video. Thôi nha, năn nỉ nha, năn nỉ nha, đi qua đây giùm anh đi. Nhưng mà sao mà anh phải chở em đi ăn đó nha. Nữa Cam Cam gài đồ ăn hoài. Ok ok, chấp nhận luôn. Rồi, còn bây giờ thì anh khoai tây xin mời các bạn chúng ta hãy cùng bước vào thế giới của Marvel Sum Sum. Đầu tiên anh sẽ mở hộp này đi, cái pack 3 em. Đây chính là những pack Marvel Sum Sum thuộc series 2. Và trong mỗi pack 3 bạn như thế này thì chúng ta sẽ có một bạn bí ẩn ở chính giữa. Cũng như thường lệ thì đồ chơi Sum Sum sẽ có 3 size. Đó là size lớn nhất, size vừa và size nhỏ. Nhỏ xíu luôn á. Và cũng dành cho những bạn nào mà hoàn toàn chưa biết đồ chơi Sum Sum là gì thì anh cũng sẽ để đường link của video giới thiệu về đồ chơi Sum Sum ở bên dưới phần description nha, hoặc còn gọi là phần mô tả đó. Ở những tập giới thiệu đó thì anh khoai tây đã giới thiệu rất là kỹ về nguồn gốc cũng giống như là ý tưởng của những bộ đồ chơi sum sum này. Còn bây giờ thì anh cũng không có lặp lại. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái pack sum sum này ra xem. Ở đây chúng ta có một cái collector guide, một cái list của tất cả những bạn sum sum ở series 2. Rất là nhiều luôn và rất là nhiều những nhân vật quen thuộc. Ví dụ như là Captain America nè, Thor, nhân vật yêu thích của anh khoai tây, Iron Man và The Hulk nữa. Ở đây chúng ta có Hulk đỏ luôn nè. Quá nhiều. Và ngoài ra thì nếu mà chúng ta đủ may mắn thì chúng ta sẽ kiếm được một bạn Limited Edition được sơn phủ hoàn toàn là màu bạc luôn. Quá đẹp. Và tỷ lệ xuất hiện của những bạn này thì siêu thấp luôn. Còn đây là những bạn sum sum của pack này. Đây là bạn bí ẩn nè. Và bây giờ anh khoai tây sẽ làm một cái điều mà Cam Cam sẽ rất là ghét, anh bảo đảm luôn. Oh no, em biết anh sắp làm cái gì rồi. Anh lại thích để những bạn bí ẩn anh mở cửa cùng đúng không? Chính xác. Ở đây chúng ta sẽ có 1 nè, 2, 3, 4 bạn bí ẩn. Và tất nhiên anh khoai tây sẽ để tới cuối video anh sẽ mở hết 4 bạn này để dành thôi. I hate you anh khoai tây, but I love you too. And I hate you, but I love you. Thôi mà Cam Cam, làm như vậy thì đến cuối video chúng ta sẽ có tăng thêm phần hấp dẫn đúng không? Rồi bây giờ vô chủ đề thôi. Đầu tiên đây là bạn sum sum size lớn nhất. Anh chắc chắn là ở Việt Nam đã có thêm rất là nhiều bạn biết về bạn này rồi. Đây chính là nhân vật Nebula, con gái nuôi của thần Thanos. Đây chính là một nhân vật ở trong loạt phim The Guardian of the Galaxy. Và phần 2 của loạt phim này đang được công chiếu ở trong rạp luôn. Nhắc tới cái phim này thì anh của tay chưa được đi coi nữa. Nghe rất là hay luôn. Nhưng mà bận quá cho nên là anh chưa được đi coi. Nhưng mà trước sau sớm muộn anh cũng phải coi thôi. Bạn Nebula này siêu đẹp luôn. Rồi những cái chi tiết là vô cùng đẹp. Nước sơn thì không hề bị lem. Và những cái chi tiết kinh điển được thể hiện lại rất là hay. Ví dụ như là cái đôi mắt có bộ phận của robot nè. Và tất cả những cái nhân vật nào mà dù cho là người hay thú, dù cho là có là hiền hay là ác, thì khi mà bị biến thành cái hình dạng của những bạn sum sum này nhìn đều rất là dễ thương luôn. Nhưng cuối cùng xúc xích vậy đó. Và các nhân vật sum sum của chúng ta có một đặc điểm đó là không có miệng. Không, chỉ có một vài bạn có thôi. Rất là đẹp luôn, cầm rất là chắc tay. Tiếp theo đây là bạn size nhỏ nhất. Đây chính là Black Panther, siêu anh hùng báo đen ở trong loạt truyện The Avengers. Bạn này thì cũng đã xuất hiện trên màn ảnh rồi trong phim The Avengers Age of Ultron.
Bạn này là hoàng tử của xứ sở Wakanda và cũng là một trong những siêu anh hùng mà giàu có nhất trong thế giới Marvel. Bạn này có một cái bộ giáp báo đen thật là ngầu luôn, phía trên là một cái áo choàng đen nè. Ồ, rất là đẹp. Và những bạn sung sung này thì chúng ta có thể trồng lên được như thế này. À, rồi còn đây là bạn bí ẩn, chúng ta sẽ mở ở phần cuối nha. Và đây là pack sung sung tiếp theo. Cái pack sung sung này nó hơi bị móp ở đây một chút xíu. Cũng may là bạn sung sung ở bên trong không có bị chấn thương. Bạn sung sung size lớn. Đố cam cam biết bạn này tên gì nè. Rút kinh nghiệm từ tập trước, bây giờ em đã thuộc tên bạn này rồi. Bạn này chính là Spider-Gwen. Đúng rồi, đây chính là Spider-Gwen. Như tập trước anh cũng đã giải thích thì trong thế giới Spider-Man á, nó có rất là nhiều thế giới song song luôn. Cho nên là Spider-Man là một trong những nhân vật mà có rất là nhiều phiên bản nhất. Và đây có thể gọi tạm hiệu nôm na, đây là phiên bản nữ của Spider-Man. Thì trong một thế giới song song khác á, cô bạn gái Gwen Stacy, bạn gái của Spider-Man, không còn là một cô bạn gái bình thường nữa, mà chính là một Spider-Girl có tên là Spider-Gwen. Bộ trang phục của Spider-Gwen thì có một cái nón đặc trưng đội lên đầu như thế này. Rất là đẹp luôn. Anh khoai tây cũng rất là thích nhân vật này. Còn đây là Ultron tí hon. Có chút chiêu luôn. Rớt rồi. Bạn này rất là nhỏ cho nên cầm rất là dễ rớt. Nhưng mà đồ chơi sum sum thì rất là hay nha các bạn ơi. Mặc dù là size rất là nhỏ xíu luôn, nhỏ còn hơn cả cái lóng tay của anh khoai tây nữa nè. Nhưng mà những cái chi tiết thì vô cùng tuyệt vời. Ở trên lưng, cái sống lưng có một cái chi tiết robot rất là đẹp luôn. Cái bụng cũng vậy nữa. Anh khoai tây thiệt là nể phục những nhà sản xuất của đồ chơi sum sum luôn á. Quá đẹp luôn. Và anh khoai tây nghĩ đây là phiên bản classic, tức là phiên bản cổ điển của Ultron, trong giống như trong truyện comic vậy đó. Còn ở trong phim Age of Ultron thì Ultron nhìn hơi khác một tí. Ủa anh khoai tây ơi, sao em nghe có mấy bạn đọc là Ultron đó anh? Ultron gì? Anh nghĩ đó chỉ là một cái cách chúng ta việt hóa ra cái chữ đọc thôi. Còn đúng tiếng Anh cái chữ Ultron nó là chữ U và L mình đọc là O, còn chữ còn lại chính là Tron thì mình đọc nhanh lên là Ultron, chứ không phải là Ultron nha cam cam. Tệ hơn nữa là Ultron nó bó tay luôn á. Sẽ để bạn này đứng chồng ở đây. Bác sum sum tiếp theo. Sum bí ẩn. Hello Doctor Strange. Đây chính là nhân vật Doctor Strange, một pháp sư siêu phàm. Dormammu, I've come to bargain. Doctor Strange thì ở tập trước anh hình như anh cũng đã mở được size medium rồi thì phải. Bữa nào anh phải tổng hợp lại tất cả những sum sum Marvel mới được. Bạn này nhìn rất là đẹp luôn. Những chi tiết áo nè, dưới bụng nè, rất là đẹp. Anh rất là thích cái áo choàng này luôn. Nhìn biết ngay chất của Doctor Strange luôn. Chỉ có điều 4 cái tay, 2 cái tay với 2 cái chân của chút xíu. Một trong những nhân vật yêu thích của anh khoai tây. Tiếp theo, đây chính là The Hulk tí hon. Nghe có vẻ hơi sai sai đúng không? Người khổng lồ xanh tí hon. Bởi vì đây là phiên bản size nhỏ nhất của Sum Sum và là nhân vật The Hulk. Bạn này cũng là một nhân vật yêu thích của anh khoai tây nữa, với cái quần huyền thoại luôn, không bao giờ rách. Ủa sao em thấy bạn nào anh cũng thích nhất hết vậy anh khoai tây? Đúng rồi, anh cũng thấy vậy á. Hình như cả cái thế giới Marvel anh thích hết phần nữa rồi. Vậy là anh đã đủ bộ ba anh em nhà Hulk rồi. Mình đi chơi không em? Đi chứ anh. Ok, đi. Đây là pack sum sum thứ tư. Oops, bạn này là ai đây? Size bự nhất. Bạn này ở trên hộp thì anh có thấy có ghi tên là Tigra. Hình như bạn này là một siêu nhân anh hùng mà người cọp thì phải. Đúng rồi, một cái đuôi con cọp nè, với những cái rằn ri hình cọp nữa. Bạn này là nhân vật nữ, bởi vì mắt của những bạn sum sum nào mà có cái lông mi á, tức là nhân vật nữ. Chưa kể bạn này cũng mặc cái một cái bikini nữa. Quá hay luôn. Đây là một trong những bạn sum sum mà có một cái bộ tóc và
đẹp nhất mà anh từng thấy. Bộ tóc bự mà chạy dài ra cả thân luôn. Anh cũng không có rành về câu chuyện của bạn này, cho nên là cũng không có thể nào mà chia sẻ với các bạn được. Những fan của Toy Station ơi, nếu bạn nào biết về câu chuyện của bạn này thì hãy chia sẻ comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây biết nhé. Nhưng mà dầu câu chuyện có là gì đi chăng nữa thì rất là đẹp luôn. Anh rất là thích cái chi tiết mà cái đuôi mà nó nổi lên như vậy nè. Wow, rất là đẹp. Còn đây là siêu anh hùng Hawkeye. Đây rồi, à đây là cái cung huyền thoại đây. Bởi vì bạn siêu anh hùng này có biệt tài là bắn cung bách phát bách trúng luôn. Thậm chí bắn không cần nhìn luôn. Bắn ngược chiều, bắn lên, bắn xuống, bắn cỡ nào cũng trúng cả. Thậm chí là không bắn cũng trúng luôn á. Cái đó thì hơi quá là cam cam, không bắn sao trúng được. Ủa vậy anh Khoai Tây, vậy em lớn rồi. Đây là phiên bản size nhỏ nhất và đây bạn Hawkeye này cũng là bạn đầu tiên mà anh có được. Rất là đẹp luôn. Bên đây là cái nãy giờ anh nhìn cái này anh không biết là cái gì, thì hóa ra đây là một cái giỏ đựng tinh tên đó các bạn. Còn cái cung nó nằm đây nè. Wow, quá hay luôn. Wow, rất là chi tiết luôn. Và một điều rất là hay nữa là những chi tiết này nó siêu nhỏ luôn, mà những cái nước sơn, cái đường sơn cũng không hề bị lem. Wow, thật hãi phục luôn. Rồi bây giờ anh sẽ để những cái bạn xùm xùm này ở trên cái kệ này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở pack sum sum chính bản ra. Đây là một pack sum sum lớn gồm có 9 bản sum sum. Ở cái pack lớn này chúng ta sẽ không có một cái bản bí ẩn. Nhưng bù lại thì chúng ta có một cái thiết kế rất là đẹp và bắt mắt. Cái này nó giống như là đang là một cái trận chiến vậy đó. Rất là nhiều nhân vật luôn. Loki nè, Thor nè, lật ở đằng sau. Những cái artwork ở trên cái bao bì này rất là đẹp và dễ thương. Và chúng ta cũng có một cái collector guide ở bên đây. Rồi, bây giờ anh sẽ mở cái này ra. Đây là cái collector guide của cái pack lớn. Để xem. Cũng không có cái hack gì với những cái pack nhỏ nha các bạn ơi. Cũng y chang luôn. Rồi, bây giờ từ phải qua để xem nào. Đây chính là The Hulk size lớn nhất. Bạn The Hulk này thì anh cũng đã có rất là nhiều rồi. Tiếp theo, bạn này anh chưa có. Đây chính là Giant Man, người khổng lồ. Bạn này thì có siêu năng lực là biến thành khổng lồ luôn. Đây chính là phiên bản classic của người của Giant Man. Nhìn thì anh thấy cũng có vẻ như giống như là Cyclops vậy đó, trong X-Men á. Rất là đẹp. Tiếp theo, một nhân vật xung xung size medium. Ta-da, đây chính là Vision, cũng là một thành viên trong biệt đội The Avenger. Bạn này có một cái viên ngọc Infinity Stone ngay ở giữa trán luôn, rất là mạnh luôn. Bạn Vision này đúng ra mới đầu là được tạo ra là để làm thân xác cho Ultron, nhưng mà kế hoạch của Ultron đã bị biệt đội The Avenger phá hủy. Bạn này cũng có một cái áo choàng màu vàng trên lưng rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Tiếp theo là một nhân vật tí hon khác. Bạn này thì rất là hợp luôn nè. Đây chính là nhân vật The Wasp, có nghĩa là siêu nhân ong vò vẽ đó. Bạn này thì có siêu năng lực là biến thành tí hon. Nhỏ nhưng có vỏ nha. Cái tí cánh của bạn này đẹp quá. Cái cánh trong suốt luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Một trong những số ít bạn sum sum có một cái chi tiết trong suốt đó. Bạn này mà size bự nhất chắc còn đẹp nữa. Theo, đây là một nhân vật được khá nhiều bạn hâm mộ luôn. Thor, bạn Thor này ở trong phiên bản The Avengers thì siêu ngầu. Cái búa nè. Nãy giờ thì anh đang kiếm xem cái búa Mjolnir của Thor đang ở đâu rồi, hóa ra là ngay bên hông luôn. Tất nhiên là làm sao nhà sản xuất có thể bỏ qua được. Nhìn rất là mắc cười luôn các bạn ơi. Áo choàng đỏ và cái nón của Thor. Quá hay luôn. Đố cam cam bạn này là ai nè? Bảo đảm là không biết. Anh khinh thường em, đây là Iron Man chứ gì, phiên bản giáp đời đầu luôn đó. Bữa nay cam cam hay quá ta, bữa nay thông minh đột xuất luôn á. Các bạn ơi, đây chính là Iron Man. Tony Stark đã chế tạo ra bộ giáp này ở trong một cái hang động lúc mà bị bắt á. Rất là đẹp luôn. Cái đường sơn mà giả chi tiết thép bị rỉ, bị dơ nè, rất là đẹp luôn. Nhưng mà các bạn đừng lầm đây với phiên bản đặc biệt nha, bởi vì cái nhân vật này là nó là màu bạc và cũ cũ như thế này rồi, chứ không phải là phiên bản đặc biệt có màu bạc óng ánh như hồi nãy anh nói đâu. Dù sao thì bạn này cũng rất là đẹp, chi tiết cũng rất là nhiều, rõ ràng. Tiếp theo, đây là một nhân vật quen thuộc. Captain America thì anh Khoai Tây cũng đã mở được ở trong tập trước rồi. Trong tập trước thì anh có nói là anh rất là thích cái khiên của bạn này ở trên đây nè. Chi tiết này rất là đẹp, tất nhiên những chi tiết khác cũng rất là dễ thương. Bạn này anh tưởng tượng có thể để dưới đất vào show quay nhảy hip hop luôn. Còn đây là Ultron size medium. Đây là Ultron size nhỏ nè các bạn.
Ultronsai Medium nè. Wow, bạn Ultronsai lớn là chắc là bự hơn nhiều luôn. Binh đoàn Ultron xâm chiếm thế giới. Còn đây chính là một bạn Loki size lớn. Wow, bạn Loki này quá đẹp luôn. Loki có một cái mũ có hai cái sừng nè, được thể hiện ở phiên bản Zoom rất là đẹp luôn. Những cái chi tiết của bộ trang phục nè, áo choàng, rồi cái giáp ở đằng trước không chê vào đâu được hết, rất là đẹp. I like it. Còn bây giờ là phần hấp dẫn nhất, mở những bạn Zoom Zoom bí ẩn. Yes, cuối cùng cũng đến phần này rồi. Cam Cam đã chờ được rồi. Làm gì mà phấn khích dữ vậy? Rồi thôi, để không chờ đợi nữa, anh sẽ mở bạn bí ẩn đầu tiên. Mình sẽ lấy kéo cắt cho đàng hoàng nào. Không biết bạn đầu tiên sẽ là bạn nào đây. 1, 2, 3. Iron Man. Iron Man thì ở tập trước thì anh khoai tây cũng đã mở được rồi các bạn ơi. Rất là đẹp. Chỉ có điều là hai con mắt của Iron Man ở phiên bản Sum Sum thì lại là hình tròn, chứ không phải là hình chữ nhật, hình thang như ở trong truyện hoặc là trong phim. Cho nên là nhìn hình tròn nó cứ sao sao á, không có giống lắm. Còn ngoài ra thì nhìn vô thì cũng rất là đúng chất Iron Man. Có cái cục Heart Reactor ở giữa ngực nè. Rất là hay. Rồi, Sum Sum bí ẩn tiếp theo. 1, 2, 3. Đây là Ultron size medium. Vậy là anh khoai tây bị trùng rồi. Nhưng mà cũng không sao. Tiếp theo, hy vọng sẽ được một bạn nào mà mình chưa có đó Cam Cam ơi. 1, 2, 3. Spider-Gwen. Vậy là hình như anh khoai tây đã có đủ bộ Spider-Gwen rồi, đang kiếm lại coi sao. Yes. Tập trước anh cũng đã mở được một Spider-Gwen size nhỏ xíu rồi nè các bạn ơi. Vậy là bây giờ chúng ta đã có đủ bộ 3 Spider-Gwen rồi. Ta-da! Quá hay luôn. Và đây là bạn Sum Sum bí ẩn cuối cùng. Thường thì những bạn bí ẩn cuối cùng mà anh khoai tây với Cam Cam hay gặp may lắm. Không biết lần này thì sao nữa. 1, 2, 3. Yes! Wow! Spider-Man! Đây là siêu anh hùng đầu tiên mà anh khoai tây biết và thích nhất luôn trong thế giới Marvel. Spider-Man Sum Sum nhìn siêu mắc cười luôn, nhưng mà cũng rất là hay. Có logo Spider-Man ở ngay ngực luôn nè. Hai con mắt. Thế giới anh rất là thích hai con mắt này của Spider-Man, thích hơn là mắt của Iron Man nhiều. Hồi nhỏ anh khoai tây nhớ là lần đầu tiên được coi bộ phim Spider-Man phần 1 luôn. Lần đầu tiên Spider-Man lên màn ảnh luôn. Coi xong thì anh khoai tây rất là thích luôn. Và thậm chí là còn ảo tưởng là mình thích luôn cả những con nhện nữa. Và anh còn tính là sẽ mua một con nhện về làm thú cưng nữa chứ. Anh bỏ ra cả một buổi ngồi lên trên mạng tìm kiếm về các loại nhện để làm thú nuôi. Sau khi coi hình xong thì anh đã quyết định thôi, anh chỉ thích Spider-Man thôi chứ anh không có thích nhện. Anh đúng là chất quốc luôn á. Thì chất quốc giống em á chứ còn gì nữa. Video mở đồ chơi Sum Sum phiên bản Marvel của anh khoai tây và Cam Cam đến đây là hết rồi. Cam Cam ơi, em thích nhất nhân vật Sum Sum Marvel nào trong đây đâu? Em thích nhất là ba chị em nhà họ Spider-Gwen đó anh. Tuy là siêu anh hùng nhưng vật nữ nhưng mà nhìn rất là ngầu. Còn anh khoai tây nếu như hồi nhỏ thì anh sẽ chắc chắn là thích Spider-Man nè. Bây giờ thì anh vẫn còn thích, nhưng mà thích nhất trong đây thì anh thích Loki. Chỉ đơn giản là cái tính cách của nhân vật Loki ở trong phim, ở trong truyện á, nó rất là đa dạng và khó đoán. Và đơn giản hơn nữa là bạn Loki này có một cái thiết kế trang phục rất là đẹp, phiên bản Sum Sum rất là hoàn hảo, không chê vào đâu được. Còn các bạn đang xem video này, các bạn thích nhất nhân vật nào ở trong đây? Hãy comment ở bên dưới cho anh khoai tây và Cam Cam được biết nha. Nếu như các bạn thích video này thì hãy cho anh khoai tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Anh khoai tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những video thú vị về đồ chơi kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.